cái gì mà coi? Đưa số điện thoại ba mẹ con ra đây cho con. Con không có ba mẹ. Con đừng có nói dối con. Con không có ba mẹ vậy chứ con đến đây làm gì hả? Con có biết là cái mình đóng đó nó nát. Lần cuối cùng bạn được chăm sóc là khi nào? Chúng ta cứ mãi miết cuốn theo vòng xoáy của cuộc sống đầy rẫy khó khăn và thử thách này, để rồi quên mất cuộc sống này còn có sự vị tha và tình yêu thương. Giản đơn luôn chứa đựng trọn vẹn tình cảm. Hãy trân trọng những hành động nhỏ bé nhưng đong đầy tình yêu thương trong đó. Hãy luôn chăm sóc, thương yêu nhau để tạo nên những phút giây đáng nhớ, để sau này sẽ chẳng phải hối hận bất kỳ điều gì khi nhớ về những kỷ niệm đó. Khi sống bằng yêu thương, ta cũng sẽ nhận lại yêu thương. Ai cũng có thể là người gieo hạt mầm yêu thương. Cho dù đó là một người rất bận rộn, hay là có ngoại hình không mấy thiện cảm, thậm chí là gặp khó khăn trong cuộc sống, đôi khi chỉ một chút quan tâm nhỏ thôi cũng làm cho cuộc sống trở nên ấm áp.